trung bình chỉ đạt từ cấp 12 đến cấp 15 thì gọi là phổ thông, thì gọi là tycoon, tiếng Anh là tycoon. Thế còn từ cấp 16 trở lên thì là siêu bão. Thì với lớp này chúng tôi khả năng đánh giá là gì? Cái gió trung bình là hiếm, ít khả năng đạt được cái siêu bão cấp 16, rất ít. Nhưng mà cái cấp mà từ 12 đến 15 là có thể đạt được. Cho nên gọi là vùng phong thì không sai. Đặc biệt trên biển, tiềm ẩn các cái rủi ro của bão số 9 này là rất lớn, chứ không hề nhỏ. Bắt đầu từ đêm mai là cơn bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Đây là cái thông tin đầu tiên chúng tôi muốn nhấn mạnh. Và hệ quả của cái cơn bão này nó gồm bao gồm tổ hợp liên hoàn các hệ quả. Thứ nhất là về gió mạnh, sóng lớn trên biển. Thứ hai là trong khi đổ bộ thì có cái nước biển dâng, mưa lớn trong đất liền, gió mạnh trong đất liền. Và cuối cùng là hệ quả gây ra mưa lũ ở trên các lưu vực sông, cũng như là tình trạng khả năng cảnh báo về lũ quét và sạt lở đất. Cái cơn bão này có phạm vi ảnh hưởng rất rộng và kết hợp với gió đông bắc, nên là khu vực vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị cho đến Thừa Thiên Huế chúng tôi cũng cảnh báo cái gió đông bắc là mạnh đến cấp 8, cấp 9 và giật đến cấp 11. Như vậy là rõ ràng là chúng ta lưu ý là không chỉ chú ý vào cái trọng tâm của vùng vùng bão mà chúng ta phải chú ý cả phần phía bắc, đồng thời là phía nam mặc dù gió yếu hơn nhưng vẫn có cái gió tây nam mạnh cấp 7 trên vùng biển từ Khánh Hòa trở xuống cho đến Bình Thuận. Chúng tôi đánh giá là vẫn có cái gió tây nam mạnh cấp 7 và giật đến cấp 10. Như vậy là cái phạm vi ảnh hưởng của cơn bão này đối với gió mạnh trên toàn bộ các vùng biển, và lưu ý nhấn mạnh một chút đó là vùng biển ven bờ vẫn có gió mạnh cấp 11, cấp 12. Đây là cái yếu tố đầu tiên. Thứ hai là về nguy cơ sóng lớn thì chúng tôi đánh giá cơn bão này với cường độ độ cấp 12, cấp 13 trên biển Đông sẽ gây ra những cái đợt sóng cao cao nhất có thể đến 10 mét ở trên vùng biển Đông. Đó là cái độ sóng cao nhất. Và khi đi sâu vào vùng biển Trung Bộ, độ cao sóng sẽ ít suy giảm. Vì lý do là đây là khu vực biển thoáng, không bị che chắn ở các bởi các địa hình. Nên là khi và độ sâu của biển rất là lớn, dốc, nên là mức độ giảm sóng sẽ rất là ít. Chúng tôi đánh giá là ven biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên sẽ có sóng cao từ 4 cho đến 7 mét. Và nhận định về mưa lớn thì như chúng tôi đã thông tin chi tiết thì có hai cái giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là do mưa trực tiếp do bão, và giai đoạn thứ hai là do hoàn lưu sau bão kết hợp không khí lạnh. Thế cái vùng mà chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão thì sẽ bao gồm là các tỉnh Trung Bộ, thì sẽ có mưa là từ 200 đến 400 mm và tập trung là từ đêm ngày 27 cho đến kéo dài đến khoảng đêm ngày 28, với cái lượng mưa tổng cộng là 200 cho đến 400 mm. Một số nơi có thể cao hơn như là Quảng Nam, chúng ta cần lưu ý có thể có những cái điểm mưa cao hơn. Và sau đó thì muộn hơn khoảng độ nửa ngày cho đến một ngày thì sau khi bão đã vào thì hoàn lưu sau bão kết hợp với lại không khí lạnh, vùng mưa sẽ mở rộng ra các tỉnh Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ từ Quảng Trị cho đến Hà Tĩnh, Nghệ An. Đấy là những cái vùng tâm mưa, và chúng tôi vẫn đánh giá là khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình sẽ là những nơi có thể có cái mưa lớn tiếp theo, và thậm chí là đến trên 500 mm trong khoảng từ ngày 28 cho đến kéo dài đến ngày 31. Và khu vực Tây Nguyên thì như các anh chị cũng lưu ý là Tây Nguyên cũng sẽ có mưa lớn, và có thể cái lượng lớn nhất có thể là 200 mm, tập trung vào các tỉnh phía Bắc của Tây Nguyên, nơi mà cái để có gì cơn bão tiếp đi qua. Thì do có mưa lớn thì chúng tôi đánh giá là các sông từ Nghệ An đến Phú Yên và khu vực cửa sông ở trên các tỉnh Gia Lai, Con Tum sẽ có xuất hiện các đợt lũ, và phổ biến là nhiều sông có khả năng lên báo động 2, báo động 3, và có sông trên phải báo động 3, và nguy cơ cao sẽ xảy ra cái ngập úng diện rộng trở lại. Đấy là cái rất lưu ý về cái tình mưa lớn trong cái bối cảnh thời gian qua là chúng ta vẫn chưa giảm.